chào mọi người, mình là Khánh. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một số cái mẫu bóng hút tài lộc cao cấp vẽ vàng sản xuất tại Bát Tràng. Đây là cái dòng sản phẩm sứ vẽ vàng cao cấp nhé. Họa tiết ở trên sản phẩm thì toàn bộ đều được vẽ hoàn toàn thủ công bằng tay. Như hiện tại đây là một cái sản phẩm bình hút tài lộc cao 30 với hai cảnh, đó là chim và hoa đào và chim và hoa sen. Đây, các bạn thấy nhìn thấy nhé, hai cảnh này. Những cái dòng sản phẩm này gọi là nhị cảnh, hai cảnh chúng ta có thể bày được hai mặt khác nhau, ở giữa thì có bộ khung họa tiết hoa văn hoa sen. Đây, ánh vàng rất là đẹp nhé. Đây là dòng sản phẩm đã được vẽ vàng ở bên trên họa tiết này rồi. Để tạo ra sản phẩm như này thì họ sẽ phải nung sản phẩm này đầu tiên ở nhiệt độ 1250 độ C. Đấy, sau đó vẽ vàng nước lên bên trên, rồi lại nung ở 800 độ C nữa để tạo ra cái sản phẩm vẽ vàng như thế này. Hiện tại sản phẩm này đang có giá bán là 4,8 triệu một sản phẩm, một quạt như thế này. Đây cái phần nền sứ nhá, nhìn rất là trắng này, trắng tinh luôn này, dòng khử cao cấp nhé. Và cái họa tiết các bạn thấy nhìn thấy này, họa tiết vẽ rất là đẹp, sắc nét, màu sắc thì rực rỡ, cách phối màu cũng rất là đẹp. Ở sản phẩm này thì chúng ta bày trí ở trên bàn làm việc hoặc tại phòng khách, có rất là nhiều size các cỡ khác nhau. Như hiện tại đây là 30, còn cỡ 35, 38, 40, 45 nữa. Đấy là các cỡ của sản phẩm đối với dòng bóng hút tài lộc này. Đây, các bạn thấy nhìn thấy, mình sẽ quay sát vào đây. Đây, nhìn rất là đẹp, màu được phối với nhau rất là hài hòa, bắt mắt. Ở dưới chân thì có logo của Bát Tràng này. Cái màu sắc ở trên sản phẩm này thì các bạn chơi trọn đời, không bao giờ bị phai mờ hay là dùng một thời gian nó bị nhòa màu hay là xuống màu. Cái màu này nung ở nhiệt cao rồi, yên tâm, dùng trọn đời vĩnh cửu luôn. Màu sắc không bao giờ phai mờ nhé. Và cái vàng ở trên sản họa tiết này cũng không bao giờ xỉn được. Vàng này. Em chị sẽ chuyển sang cái mẫu khác. Mẫu chim công rồi đi. Đây, mẫu hoa dây này. Chuyển sang mẫu hoa dây này. Đây, mẫu hoa dây. Trên nền của nó là nền màu xanh này. Toàn bộ những bông hoa có cái màu đỏ cực tươi. Hoa dây. Quả này của nó thì sẽ mình sẽ đo xem nó cao khoảng bao nhiêu, chắc khoảng tầm 26 rồi đấy. Quả này cao là 26, đường kính bụng của sản phẩm là khoảng 24, sản phẩm này thì đang có giá là 3,5 triệu. Màu này rất là đẹp, vàng vẽ nhá, vàng vẽ trên họa tiết rất là sáng. Đây, trên nền của logo của Bát Tràng này. Đây, các bạn nhìn này, cầm trên tay rất là nhỏ gọn. Sản phẩm này thì đặt tại bàn làm việc rất là hợp lý. Cái kích thước nhỏ như này. Mình sẽ chuyển sang cái mẫu này. Đây, mẫu chim công này, chim hoa. Đây, mẫu chim hoa, mẫu này cao 30. Để hơi bụng. Đây, sản phẩm này cao 30 này. Các bạn mua sản phẩm gốm sứ các bạn để ý cái phần nền của nó này. Đây gọi là cái phần nền này, nó trắng tinh luôn này, trắng mà sáng. Đấy là cái dòng sản phẩm nó sử dụng cái loại đất trắng cao cấp. Sau đó sử dụng cái men khử rất là bóng. Cái họa tiết đấy, như các bạn nhìn thấy họa tiết vẽ hoàn toàn bằng thủ công bằng tay ấy. Cái loại này gọi là nền nó vẽ kỹ này. Bình thường như những cái sản phẩm nền vàng họ sẽ để trơn, họ sẽ không vẽ họa tiết hoa như này. Đây là nền vẽ kỹ. Những cái bông hoa đỏ đỏ này tạo cho cảm giác nó dày cái sản phẩm, dày cái họa tiết ở trên sản phẩm lên. Họa tiết ở trên này là một cặp chim công và hoa đào này. Hiện tại sản phẩm này đang có giá là 4,5 triệu. 1,5 triệu sản phẩm này. Đây là dòng vẽ kỹ nhé, dòng vẽ kỹ.
sau 30. Và chim công này, hoa đào này, hoa mẫu đơn này. Đấy, mặt trình này để đẹp xa hơn cho mọi người nhìn. Chuyển sang mẫu khác. Sẽ lấy mẫu thuyền này. Đây gọi là mẫu thuyền. Mẫu này là mẫu thuyền đơn cảnh, nền vàng, cũng là cao 30. Thuyền đơn cảnh nhé. Cái màu của thuyền là màu xanh lam trên nền màu vàng. Đằng mặt đằng này có hình cây tùng cũng màu lam hết. Toàn bộ đều là sứ cao cấp hết. Như quả này 30 nó có giá là 3,5 triệu, nên quả này chỉ có 3,5 triệu thôi. Cái dòng sản phẩm vẽ tay này thì cái giá nó sẽ phụ thuộc vào cái họa tiết ở trên sản phẩm là vẽ kỹ hay vẽ thường, hay là vẽ những cái họa tiết gì. Như cái này là vẽ đơn cảnh thuyền. Ví dụ mà vẽ nhị cảnh, hai cảnh thuyền thì giá nó lại đắt hơn. Đây là cái dòng màu này các bạn thì nhìn thấy. Thuyền đang ra khơi này. Đây. Mình sẽ chuyển sang cái mẫu thuyền lam nhé. Đây là thuyền màu này. Đây là cái mẫu thuyền lam này. Đây, thuyền lam. Đây chúng ta nhìn thấy. Cái mẫu này hiện tại cũng đang có giá là 3,5 triệu. Cao 30. Đây là thuyền này. Nền trắng này, ánh do cái ánh đèn đang chiếu ở đây nó hơi vàng nên màu nó hơi vàng vàng một tí, còn bản thân của nó là cái nền của nó là trắng tinh. Cao hơn đường kính của nó sẽ rơi khoảng tầm độ 26 cái đường kính này. Mình sẽ chuyển sang mẫu mã đào ấy. Đây. Mẫu này là mẫu mã đáo thành công. Mẫu ngựa. Quả này cũng cao 30. Cao 30. Quả này đang có giá là 1,3 triệu. Cao 30 đường kính cũng là 26 nhé. Mình lại quay phần nền, đất nền của nó ra. Phần nền trắng tinh này. Nền là nền vẽ kỹ này, đây là vẽ kỹ này, cái nền của nó có những cái bông hoa màu đỏ, không phải nền vàng trơn không. Đây ở dưới có logo của Ba Tràng này. Đây, hình ảnh ngựa vẽ tay hoàn toàn thủ công ấy. Ngựa và hoa đào nhé. Các bạn có quan tâm đến sản phẩm nào thì các bạn có thể chụp lại cái hình ảnh ở trên video này. Sau đó sẽ liên hệ qua số điện thoại được đặt ở dưới trên video. Mình sẽ gửi thêm mẫu cho các bạn có thể lựa chọn. Mình sẽ chuyển sang cái mẫu ngựa trắng đề này mình khó thế. Thuyền vẫn là thuyền trắng giống cái quả lúc nãy, nhưng mẫu nó sẽ hơi khác. Lúc nãy là mẫu đây thuyền này màu xanh, lúc này giờ thuyền này màu lam hết. Cũng cao 30 nhé. Cao 30. Một cảnh thuyền và một cảnh tùng. Cái này gọi là thuyền đơn cảnh. Cao 35.
đường chiều cao là 35 cm. Cái họa tiết ở trên sản phẩm là họa tiết hoa đào và chim công, nó cũng rất giống với cái mẫu 30 lúc nãy, nhưng cái mẫu này to hơn. Thường thì những cái mẫu to hơn thì họ sẽ vẽ được thêm nhiều cảnh hơn, nhìn họa tiết to nhưng họ sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Hoa đào này, chim công này, hoa mẫu đơn này, nền cũng là nền vẽ kỹ nhá, và một mặt là hoa sen. Đây dưới đáy đây, có logo bát tràng, họa tiết đều vẽ tay hết. À, ví dụ các bạn mà thích cái họa tiết này, các bạn muốn phóng đại lên cái size 40, 45 thì đều được hết. Vẽ lên cái size to hơn thì nhìn nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Đây là cỡ cao 35 nhé. 35 thì đường kính của nó sẽ rơi vào khoảng 30. Cái đường kính nó sẽ rơi vào khoảng 30. Tứ cạnh. Đây mẫu này là mẫu tứ cạnh. Tứ cạnh màu vàng, nền vàng. Nền vàng cũng là nền vẽ kỹ nhé. Màu chủ đạo là màu vàng và màu lam. Làm đậm. Đây hình ảnh bốn cạnh xoay lần lượt từng cảnh một. Đây là hoa sen này. Sen này cũng là cao 35. Đây là một cảnh khác nữa này. Chim này. Đây, cao 35 này. Phần nền đất cũng rất là trắng này. Nền đất trắng tinh này. Logo dưới bát tràng này. Ở phần trên vai mình có bộ khung họa tiết hoa văn và hoa sen. Mình sẽ sang mẫu hạt và mẫu ngựa lam cho mọi người nhìn.